Sáng ngày 29 tháng 7, Thiếu tá Hoàng Xuân Ân, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện tại, đoạn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây bị ngập nước, hiện nước đã rút, các phương tiện lưu thông qua lại bình thường. Trước đó khoảng 3 giờ ngày 29 tháng 7, tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết bị ngập đoạn km 25 thuộc địa phận huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đoạn ngập kéo dài hơn 100 m, sâu khoảng 0,7 m nên các phương tiện không thể lưu thông qua được. Do đó các phương tiện đi hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận khi đến đoạn km 27 được lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết ra quốc lộ 55 để đi ra quốc lộ 1A. Chiều ngược lại hướng từ Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện vẫn phải nối đuôi nhau xếp hàng để đi qua đoạn đường bị ngập. Bạn đọc Lê Hoàng Nam thông tin, những xe ô tô 4 đến 9 chỗ không thể đi qua được do nước ngập sâu, phải đậu lại bên đường chờ nước rút. Đến 6 giờ ngày 29 tháng 7, trên cao tốc vẫn ngập sâu, nước chưa rút. Các phương tiện hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận vẫn đi ra quốc lộ 55.